Chúng ta tiếp tục quay lại phần mãn ngôn và chúng ta thử kiểm tra. Các bạn thấy ở đây, tôi tiến hành tạo ra một SM và SM ở đây chỉ là một đối tượng tạm để chúng ta có thể là hiển thị các phương thức của Service Manager. Như vậy ở đây chúng ta không sử dụng đến SM mà chúng ta phải sử dụng đến Service Manager. Chúng ta gọi đến phương thức Set Allow Override và giá trị của nó là giá trị true. Có nghĩa rằng hãy cho phép vấn đề ghi đè. Và chúng ta ghi đè từ module.config, chúng ta ghi đè lên phần cấu hình Service Manager ở Application. Bây giờ, sau khi chúng ta đã set allow override là giá trị true rồi, chúng ta thử refresh lại. Thì các bạn thấy phần thông báo lỗi này nó vẫn còn xuất hiện. Và như vậy chúng ta thấy rằng phần thiết lập ở module của chúng ta vẫn không thực hiện được. Đó là chúng ta dùng Service Manager, chúng ta gọi đến set allow override mang giá trị true, tuy nhiên chúng ta vẫn không thể ghi đẹp. Do đó, trong trường hợp này chúng ta cũng không thể thực hiện đoạn mãn nguồn này. Mà chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tôi vào lại module.config.php. Chúng ta sẽ bổ sung thêm một giá trị mới. Đó là allow override. Nó sẽ là một array. Chúng ta sẽ khai báo nó dưới dạng là một array. Như vậy, các phần tử mà chúng ta quan tâm đối với array này đó là phần tử gì? Chúng ta sẽ đưa phần tử user service, tôi đưa xuống phía dưới, và giá trị của nó sẽ là giá trị true. Bây giờ tôi thử refresh lại. Và ở đây chúng ta cũng lưu ý đó là dấu gạch ở phía dưới chứ không phải là dấu gạch ngang. Sau đó tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta không còn phần thông báo lỗi nữa. Và ở đây chúng ta thấy khi chúng ta đưa allow override, có nghĩa rằng hãy cho phép ghi đè lên giá trị là user service. Ở đây chúng ta quan tâm lại một tí. Các bạn thấy ở application, đối với giá trị application này chúng ta có Facebook service. Và đối với Facebook service chúng ta cũng ghi đè nó ở module.config. Tuy nhiên chúng ta chưa khai báo thì các bạn thấy vẫn ghi đè thành công. Ví dụ bây giờ tôi thử bỏ đi array này mà chúng ta chỉ giữ lại đó là giá trị true. Sau đó tôi tiếp tục refresh lại. Thì các bạn thấy kết quả vẫn không có gì thay đổi. Như vậy khi chúng ta muốn ghi đè phần cấu hình thì chúng ta sẽ thiết lập ở allow override. Và ở đây chúng ta còn một điều mà chúng ta cũng lưu ý. Ví dụ như tôi tạm thời bỏ đi nội dung này. Các bạn thấy ở application tôi thiết lập user service của user service. Bây giờ tôi thay đổi lại user service nó sẽ của đó là Facebook service. Như vậy ở phần module này khi chúng ta gọi đến user service thì nó sẽ xuất hiện kết quả đó là Facebook service, bởi vì chúng ta đã tiến hành ghi đè ở phần cấu hình của module. Để kiểm tra thì chúng ta chỉ việc refresh lại. Thì các bạn thấy nó hiển thị đó là Facebook service, chứng tỏ rằng việc ghi đè ở tập tin module.config.php của chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ thử tắt đi phần allow override và chúng ta thử refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta nhận được một phần thông báo lỗi như thế này. Tại sao chúng ta có phần thông báo lỗi này? Bởi vì chúng ta đã tắt đi chức năng có thể ghi đè lên. Có nghĩa rằng chúng ta muốn ghi đè việc cấu hình từ module config và việc cấu hình này nó sẽ ghi đè lên application.config. Do đó chúng ta đưa vào đây giá trị là allow override. Tôi refresh lại thì các bạn thấy chúng ta ghi đè thành công. Ở đây để các bạn dễ theo dõi thì ở phần module chúng ta sẽ điều chỉnh lại một tí cho phần mã nguồn này nó tương đối đơn giản hơn. Phần ghi chú này chúng ta có thể đem xuống phía dưới. Phần module này chúng ta cũng có thể đem xuống phía dưới. Đây là các phần gắn vào router listener chúng ta sẽ học sau. Như vậy ở đây các bạn thấy tôi lấy được Service Manager. Ở đây chúng ta tiến hành tạo ra User Service. Chúng ta có thể đặt tên cho nó. Ví dụ ở đây chúng ta có User Service. Và User Service chính bằng nội dung này. Chúng ta sẽ đưa lên.
Đối với phương thức he thì chúng ta đã tìm hiểu rồi, do đó tôi sẽ không trình bày lại. Ở đây chúng ta sẽ lấy trực tiếp, đó là User Service. Tiếp tục, toàn bộ nội dung ở phía dưới chúng ta bỏ nó đi. Chúng ta sẽ lấy luôn giá trị, đó là Facebook Service. Tôi tạm đặt đó là Face Service. Và chúng ta truyền vào đây, đó là Facebook Service. Sau đó chúng ta thử refresh lại thì các bạn thấy không có gì thay đổi cả. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra lại ở phần cấu hình. Chúng ta khai báo User Service nó tương ứng với giá trị này, và Facebook Service nó tương ứng với giá trị này. Tiếp tục ở module.config, chúng ta đã cho phép việc định nghĩa lại, và chúng ta định nghĩa User Service chính bằng MVC Service Facebook Service. Do đó khi chúng ta gọi ở module, ở đây tôi sẽ in ra giá trị, đó là User Service, và chúng ta thử kiểm tra. Tôi tab nó vào một tí thì User Service các bạn thấy trong trường hợp này nó sẽ là của Facebook. Refresh thì các bạn thấy nó là dịch vụ của Facebook. Nếu như chúng ta đưa phần allow override này, chúng ta cắt nó và đưa cho phần cấu hình ở application, tôi refresh lại thì các bạn thấy nó không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng ở tập tin, đó là module.config. Tôi refresh thì các bạn thấy lúc này nó mới có tác dụng. Trong trường hợp chúng ta truyền vào đây một array, ví dụ array của chúng ta sẽ có các phần tử. User Service chúng ta cho nó có thể là override, như vậy chúng ta đưa thành là true. Refresh lại, các bạn thấy không có gì thay đổi. Tiếp tục tôi thiết lập, đó là giá trị Facebook, và Facebook tôi không cho override. Như vậy Facebook Service chúng ta đưa vào đây, và tôi đưa nó giá trị, đó là phone. Để kiểm tra chúng ta vào module, chúng ta in ra Face Service. Refresh lại thì các bạn thấy không có bất kỳ một phần thông báo lỗi gì cả. Tại sao nó không có phần thông báo lỗi? Bởi vì ở đây các bạn thấy chúng ta chưa có override. Tôi thử override. Ví dụ ở đây chúng ta override Facebook Service và nó ngược lại một tí, nó sẽ tương ứng với user. Tôi refresh thì các bạn thấy đây là User Service, chính là giá trị mà chúng ta đã in ra. Face Service nó ngược lại một tí. Face thì nó tương ứng với user, còn user thì nó tương ứng với face. Chúng ta thấy một điều, đó là ở phần cấu hình này chúng ta đưa user thành true, face thành false, có nghĩa rằng chúng ta không thay đổi được phần cấu hình của Facebook, và cách ghi như thế này là sai hoàn toàn. Chúng ta có thể đọc một số tài liệu và chúng ta thấy họ ghi theo cách này. Tuy nhiên ở đây khi thiết lập allow override thì giá trị này nó sẽ cho phép chúng ta ghi tất cả các phần service. Bởi vì sao? Chúng ta có thể tham khảo một tí. Tôi vào module. Ví dụ ở đây chúng ta bật phần service này lên. Tôi vào phương thức này. Ở đây chúng ta chưa vào được, do đó tôi sẽ bật phần SM. Tôi thay vào đây set allow override thì các bạn thấy did cho đến allow override nó bằng với và nó đã thực hiện việc ép kiểu của giá trị allow override được truyền vào. Giá trị được truyền vào là giá trị gì? Tôi thử in ra. Tôi in allow override và tôi refresh lại. Các bạn thấy giá trị truyền vào của chúng ta là một array. Và khi giá trị truyền vào là một array, nó chỉ biết đó là ép kiểu cho giá trị truyền vào này thuộc về kiểu boolean, và giá trị này hoặc là true hoặc là false. Do đó trong trường hợp đó là array thì nó được ép kiểu thành kiểu true, có nghĩa nó tương ứng với giá trị 1. Và khi nó là 1, tất nhiên cho override, và khi cho override thì tất cả các service của chúng ta đều được override được. Và đây là một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Ở đây chúng ta chỉ cần viết gọn lại, đó là nó mang giá trị true hay là giá trị false mà thôi. Như vậy chúng ta đã hiểu về tham số allow override. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đó là vấn đề chúng ta đặt tên cho các service này.
Ở đây thì cũng không có một quy định nào ràng buộc chúng ta về cách đặt tên cho các service. Tuy nhiên, cách mà chúng ta đặt tốt nhất có thể là MVC, tiếp theo ship gạch service, tiếp theo đó là Facebook service, và đây là cách mà chúng ta sẽ đặt tên. Tương tự đối với trường hợp ở phía dưới thì chúng ta sẽ có cách đặt tên đó là MVC service và user service. Một số người thì họ có thể là đặt với dạng chữ thường. Ở đây họ chuyển sang các giá trị chữ thường như thế này: MVC service và user service. Thì đây là các cách đặt tên mà chúng ta có thể sử dụng. Và đối với trường hợp invocable của service manager, tôi sẽ đặt tên giống như là invocable của controller. Như vậy ở đây các bạn thấy nó sẽ tương tự với nội dung này. Tôi sẽ đem qua MVC vào service, và ở đây chúng ta có thể đặt ngắn gọn lại đó là Facebook. Tương tự ở phía dưới, MVC service và ở đây sẽ là user. Như vậy tôi cũng thay đổi lại cách đặt tên ở phần application config. Chúng ta copy và chúng ta đem qua đây. Đầu tiên đó là Facebook thì nó tương ứng với Facebook service, user thì tương ứng với user service. Quay lại phần config thì chúng ta tiến hành override giá trị user. User lúc này nó tương ứng với Facebook service. Và chúng ta vào module, chúng ta in ra đó là user service. Lấy user service thì các bạn thấy ở đây chúng ta không có tên của dịch vụ đó, mà chúng ta sẽ lấy giá trị này. Tôi sẽ đưa lại nội dung này, chúng ta có thể tắt đi. Sau đó tôi in ra user service. User service nó là nội dung này, và tên của dịch vụ này thì các bạn thấy chúng ta đã override lại và nó sẽ là Facebook. Refresh lại thì các bạn thấy đó là giá trị của Facebook. Như vậy các bạn thấy việc cấu hình service manager ở application.config, chúng ta tiếp tục đi về cấu hình ở module.config. Bây giờ chúng ta tiếp tục việc cấu hình ở một tập tin nữa, đó là tập tin nằm trong folder autoload. Các bạn thấy ở application.config.psp, chúng ta có một phần để quy định thứ tự mà chúng ta đọc các tập tin này. Nó nằm ở config lớp path. Chúng ta đọc các tập tin global, local, v.v. Và đối với các tập tin này, nó hoàn toàn có tác dụng ghi đè lên các phần cấu hình về service manager của application và của các module. Bây giờ chúng ta có thể thử kiểm tra như sau. Tôi sẽ vào phần global. Ở đây chúng ta chỉ có controller. Tôi thử bổ sung thêm một giá trị mới. Ví dụ tôi quay lại đây và tôi copy nội dung này. Chúng ta đem qua phần global. Chúng ta có phần tử controller, và bây giờ chúng ta có phần tử service. Đối với phần tử service này thì tôi cũng định nghĩa là cho nó MVC service user, và ở đây nó tương ứng với user service. Bây giờ khi chúng ta refresh lại, nếu như chúng ta in ra được thông tin của đối tượng user thì các bạn thấy chứng tỏ rằng các tập tin cấu hình nằm ở autoload nó có tác dụng ghi đè lên các tập tin cấu hình ở application và ở module. Tôi thử refresh lại thì các bạn thấy đây là thông tin của user. Và như vậy chứng tỏ rằng việc chúng ta cấu hình ở autoload nó đã ghi đè lên việc cấu hình ở application và ở module. Ở đây còn một nội dung nữa chúng ta cũng tìm hiểu qua, đó là việc cấu hình service manager ở các module khác. Ví dụ tôi có module, đó là module data. Tôi vào tập tin config và module.config của nó. Tôi sẽ copy nội dung này. Tôi đem qua phần cấu hình của module, và đây là module data. Ở đây chúng ta cũng định dạng lại. Tôi sẽ thu gọn nó lại. Và phần cấu hình ở global chúng ta tạm thời tắt đi nó, bởi vì chúng ta đã hiểu nó hoạt động như thế nào rồi. Các bạn thấy module thì tôi cũng cấu hình,
user tôi sẽ thay đổi thành là user service. Và chúng ta thử refresh lại. Các bạn thấy nó hiển thị thông tin là Facebook service. Tại sao như vậy? Khi chúng ta cấu hình ở module config này, nó cũng không có tác dụng gì cả. Bởi vì các bạn thấy ở đây chúng ta cấu hình user của Facebook, do đó nó đã in ra thông tin của Facebook, mặc dù chúng ta đã cấu hình lại ở module của data. Tại sao ở đây nó không ghi đè lên? Chúng ta sẽ vào application. Ở application các bạn thấy data nó được khai báo sao MVC. Như vậy các phần cấu hình của MVC sẽ ghi đè lên phần cấu hình của data. Chúng ta thử chuyển đổi giá trị này lại. Data nằm sau MVC. Như vậy phần cấu hình của Service Manager, cụ thể hơn đó là phần nội dung này, nó sẽ ghi đè lên phần cấu hình nằm ở module MVC. Và như vậy khi chúng ta in ra user thì nó sẽ lấy thông tin của user service. Để kiểm tra thì chúng ta tiếp tục refresh lại. Thì các bạn thấy ở đây nó hiển thị đó là user service, chứ không còn là Facebook service nữa. Như vậy thì chúng ta cũng nắm được luồng cấu hình của Service Manager. Nội dung này thì nó có thể cấu hình ở application, ở các tập tin cấu hình của mỗi module, và ở tập tin cấu hình nằm trong folder Autoload. Và chúng ta thấy được rằng việc cấu hình ở application nó sẽ được thực hiện đầu tiên. Tiếp theo đó là ở các module, và module nào được khai báo trước thì tập tin cấu hình đó sẽ được đọc trước. Tiếp tục đó là các tập tin cấu hình nằm trong folder Autoload. Như vậy chúng ta cũng tìm hiểu xong cách mà các tập tin cấu hình này nó hoạt động, cũng như chúng ta đã tìm hiểu được đó là invocable và cách để chúng ta sử dụng đến thuộc tính allow override.